Ngày 7 tháng 3, Thành ủy Uông Bí tổ chức hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 3 năm 2023, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã báo cáo nội dung một số điểm mới trong dự thảo luật đất đai sửa đổi và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh vào sự cần thiết phải sửa đổi luật đất đai, những nội dung mới chủ yếu của dự thảo luật, mục đích nhằm triển khai thực hiện nghị quyết số 671 NQUBTVQH15, đồng thời huy động trí tuệ tâm huyết của nhân dân hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi, bảo đảm chất lượng khoa học khả thi đồng bộ hiệu quả, phản ánh ý chí nguyện vọng vì lợi ích nhân dân và tạo không gian nguồn lực cho phát triển của đất nước tiếp đó lãnh đạo phòng quản lý đô thị thành phố thông tin kết quả bước đầu và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đối với công tác xây dựng chỉnh trang đô thị thành phố uông Bí trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Theo đó thành phố uông Bí đã và đang tích cực vận động kêu gọi huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật mới, chỉnh trang cải tạo nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng kỹ thuật giao thông hiện hữu, tạo sự chuyển biến diện mạo đô thị. Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố đã quán triệt quy định số 85, quy đề Tây ư của Ban Bí Thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Việc ban hành quy định có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng trình đốn đảng trong giai đoạn hiện nay qua đó phát huy những mặt tích cực khắc phục đẩy lùi và ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn của một số cán bộ đảng viên trong việc sử dụng internet và mạng xã hội nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ đảng viên về trách nhiệm nghĩa vụ của bản thân với cơ quan tổ chức với cộng đồng xã hội trên cơ sở các nội dung do các đồng chí báo cáo viên truyền đạt ban tuyên giáo thành ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu khai thác tuyên truyền phổ biến đến cán bộ đảng viên và nhân dân để thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội thành phố đã và đang triển khai góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023 và những năm tiếp theo